Nằm trong chương trình diễn tập phòng thủ tỉnh Bắc Ninh năm 2022, ngày 22 tháng 11, Công an tỉnh đã tổ chức tổng duyệt diễn tập thực binh, giải tán đám đông biểu tình gây rối an ninh trật tự, tấn công truy bắt đối tượng khủng bố, giải cứu con tin, bảo vệ trụ sở Ủy ban nhân dân huyện. Để buổi diễn tập thành công, công tác chuẩn bị, luyện tập đã được Công an tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc, chu đáo, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ theo kế hoạch. Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bắc Ninh năm 2022 về việc tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, trong đó Công an tỉnh được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan, tổ chức diễn tập thực binh A2, xử lý tình huống giải tán đám đông biểu tình gây rối an ninh trật tự, tấn công truy bắt đối tượng khủng bố, giải cứu con tin, bảo vệ trụ sở Ủy ban nhân dân huyện. Xác định diễn tập thực binh A2 là một trong những nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, ngay từ khi nhận được chỉ đạo của cấp trên, lãnh đạo Công an tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc họp, phân công, giao trách nhiệm cụ thể, triển khai các mặt công tác, chuẩn bị sẵn sàng nội dung, điều kiện phục vụ tổ chức diễn tập thực binh A2 năm 2022. Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh huy động quân số các sở ngành địa phương tham gia thực binh A2, đồng thời tiến hành rà soát huy động lực lượng công an các đơn vị địa phương tham gia diễn tập. Công an tỉnh đã có thành lập ban chỉ đạo, có tổ thường trực giúp việc. Chúng tôi đã phân công và giao nhiệm vụ cho các đồng chí trong ban chỉ đạo, các tổ thường trực giúp việc và thành lập ra các cái tổ huấn luyện và triệu tập các cái lực lượng để tổ chức diễn tập theo cái kịch bản, theo cái tình huống mà đã được ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh cũng như là ban chỉ đạo của quân khu 1 đã phê duyệt. Để xử trí được tình huống A2 thì chúng ta phải cần với khối lượng con người là lên đến hơn 1.000 người. Với một cái khoảng thời gian dài, số lượng người tham gia đông và cái số lượng phương tiện để phục vụ cho cái viện diễn tập thì cũng rất là lớn. Vì vậy chúng tôi có đặt ra cái yêu cầu đầu tiên, đấy là quán triệt rõ cái tinh thần, cái nội dung của cái cuộc diễn tập. Đặc biệt là các cái nội dung cụ thể, các cái bước để xử trí tình huống A2 đối với lại ban huấn luyện cũng như là các cái lực lượng tham gia vào cái việc diễn tập. Đây là cuộc diễn tập thực binh hoành tráng và toàn diện, trong đó công tác tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ động, bài bản, quyết liệt, xây dựng phương án, kịch bản, giáo án, lịch trình diễn tập đảm bảo khoa học và khép kín về mặt thời gian. Các lực lượng tham gia đã nỗ lực, cố gắng tối đa với tinh thần, vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập, quyết tâm cao độ, hoàn thành xuất sắc các nội dung yêu cầu đề ra. Thực hiện cái kế hoạch diễn tập của cấp tỉnh phương án 2, thì với vai trò là cán bộ chiến sĩ cũng tham gia theo kịch bản, thì bản thân chúng tôi cũng đã bám sát cái kịch bản, kế hoạch của tỉnh và của công an tỉnh đề ra. Trong quá trình tập luyện thì cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm để làm sao góp những cái thành công nhỏ bé của bản thân đối với vào cái công cuộc diễn tập cấp tỉnh năm 2022 đạt hiệu quả cao. Diễn tập thực binh có nhiều điểm mới như địa điểm tổ chức sát với thực tiễn công tác, các màn thực binh, các tình huống khủng bố, đánh bắt giải cứu con tin được xây dựng rất bài bản, khoa học, kết nối giữa các tình huống. Diễn biến cuộc diễn tập đảm bảo logic liền mạch, sát với thực tiễn, các thao tác rất thuần thục, nhịp nhàng, thể hiện được sức mạnh, khí thế của các lực lượng tham gia, quá trình thực binh đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, phương tiện. Sau khi có kế hoạch của tỉnh về công tác diễn tập khu phòng thủ, thì chúng tôi đã phối hợp với các phòng chức năng khẩn trương xây dựng, hoàn thiện kịch bản đáp ứng với yêu cầu thực tế trong cái giai đoạn hiện nay của tỉnh Bắc Ninh. Với sự quyết tâm và sự hiệp đồng thống nhất chặt chẽ giữa các lực lượng và sự chỉ đạo sát sao của Ban giám đốc Công an tỉnh, chúng tôi đã tiến hành tổ chức đến hôm nay. Phải nói là về cơ bản nội dung kịch bản và nội dung diễn tập là đáp ứng được yêu cầu và kế hoạch đã đặt ra. Diễn tập thực binh giải tán đám đông biểu tình gây rối an ninh trật tự, tấn công truy bắt đối tượng khủng bố, giải cứu con tin, bảo vệ trụ sở Ủy ban nhân dân huyện là một nội dung đặc biệt quan trọng trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Qua diễn tập góp phần nâng cao khả năng lãnh đạo, tham mưu, trình độ tác chiến của lực lượng công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tăng cường khả năng phối hợp, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm không bị động bất ngờ, xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp về an ninh trật tự. Thái độ, cái ý thức, cái trách nhiệm và cái hiệu quả của cái việc luyện tập của lực lượng công an chúng ta đạt kết quả rất là cao. Và
nó chứng minh bằng là cái cuộc tổng duyệt đã thành công. Quán triệt một lần nữa đối với này các cái lực lượng tham gia diễn tập cũng như các cái lực lượng phục vụ cho cái việc tổ chức diễn tập. Một lần nữa về cái tinh thần, về cái trách nhiệm, về cái ý thức, về cái thái độ và các cái nội dung cũng như là cái yêu cầu của diễn tập để các đồng chí quán triệt và tổ chức thực hiện cho tốt trong cái thời gian tới. Với tinh thần khẩn trương, tích cực, quyết tâm cao, đến thời điểm này, các lực lượng tham gia diễn tập đã sẵn sàng bước vào cuộc diễn tập thực binh, giải tán đám đông biểu tình gây rối an ninh trật tự, tấn công truy bắt đối tượng khủng bố, giải cứu con tin, bảo vệ trụ sở Ủy ban nhân dân huyện diễn ra vào ngày 27 tháng 11 sắp tới, đáp ứng tốt các nội dung yêu cầu đề ra.